Ngày hội chuyển đổi số hướng nghiệp và việc làm năm 2023 đã mang đến 5.000 vị trí tuyển dụng với đa dạng lĩnh vực cho sinh viên của trường Đại học Sài Gòn. Ngày hội do trường Đại học Sài Gòn phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thành phố, Trung tâm dịch vụ đối ngoại và hội nghị quốc tế, Sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh và Phòng kinh tế Ủy ban nhân dân quận 5 tổ chức. Đến với ngày hội, hơn 3.000 sinh viên được trải nghiệm các gian hàng chia sẻ, định hướng nghề nghiệp, việc làm của hơn 35 tổ chức, doanh nghiệp như gian hàng tuyển dụng trực tiếp, gian hàng phỏng vấn thử, thành công thật, gian hàng tìm kiếm việc làm online, đăng ký hôm nay có ngay việc làm, gian hàng khảo sát, đánh giá nhu cầu sinh viên, kiểm tra tính cách, xây dựng bản sắc, giúp sinh viên đánh giá năng lực, tính cách, từ đó tìm ra điểm mạnh, điểm yếu để định vị bản thân và lên kế hoạch định hướng nhu cầu nghề nghiệp, việc làm. Ngoài ra còn có các gian hàng sân chơi văn hóa, văn nghệ và ẩm thực. Ngày hội cũng hướng đến nhiều hoạt động đồng hành cùng sinh viên và doanh nghiệp như khảo sát, đánh giá xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu nghề nghiệp, việc làm của sinh viên. Chủ hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp kéo dài đến ngày 25 tháng 12 năm 2023. Cùng chuỗi các chuyên đề kỹ năng dành cho sinh viên như nhà giáo trẻ, những điều bạn cần biết, ứng dụng chat GPT trong học tập, kỹ năng nghiệp vụ ngoại giao và những cơ hội thách thức hội nhập quốc tế trong sinh viên. Ngày hội là cơ hội để sinh viên được tiếp cận cơ hội nghề nghiệp từ những doanh nghiệp lớn, uy tín. Đây cũng là dịp để các bạn hiểu về việc cần trang bị những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, việc làm khi ra trường, trau dồi các kỹ năng cần thiết để thích ứng tốt với môi trường doanh nghiệp.